Hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pink Lê Vlog. Hai ngày trung thu vừa qua thì anh em bọn tôi đã có một trải nghiệm rất thú vị khi tham gia vào một vở kịch tại trường học với hàng ngàn em học sinh. Hãy cùng xem hai ngày này của chúng tôi diễn ra như thế nào nhá. Ngày đầu tiên thì tôi được ban phụ huynh của bé Jin nhà tôi mời tham gia một chương trình trung thu của lớp tại trường Lê Ngọc Hân. Cùng với đó là có thể đóng góp một tiết mục vui vẻ nào đó cho các con phá cỗ thì càng tốt. Nghĩ một lúc thì tôi quyết định là cùng với ông em Quang Sun kết hợp lại tạo ra một vở kịch vui vẻ chú cuội trốn thầy giáo đi phá cỗ và bị phát hiện cho cả lớp 1A6 của em Jin xem. Đoạn đầu là cảnh chú cuội vào tung hứng với cả lớp. Quang Sun nói chung là đã làm rất tốt, giống hệt chú cuội luôn. Còn tôi thì đóng sơ mi quần nâu giả dạng thầy giáo vào lớp để tìm chú cuội này. May mà cũng có tí ngón nghề đi diễn YouTube nên là diễn vui vẻ thế này thì cũng không vấn đề gì. Cuối cùng là hai thầy trò tương tác vui vẻ các câu hỏi với các bé ở trong lớp. Thì vở kịch thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà xem ra đã được cả lớp bé Jin ủng hộ hết sức là nhiệt tình. Cảm ơn các bé lớp 1A6 nha. Đi đây. Vui không? Chị Hồng hôm nay bất ngờ. Vui không? Trước khi về còn không quên ký tặng cho các học sinh ở trường. Xếp hàng nãy giờ anh em ạ. Ngày tiếp theo thì mấy anh em trên kênh Pink Lê chúng tôi có một show diễn kịch trung thu. Dẫn đầu là chuyên gia dựng kịch sân khấu nổi tiếng Phương Rọi đạo diễn. Vở kịch sẽ được diễn ra trước hàng ngàn các em học sinh của một ngôi trường quốc tế nổi tiếng, nên là mấy anh em trông cũng hơi run. Còn tôi thì hôm nay đến để cổ vũ tinh thần anh em thôi. Chúng tôi đã đến khá là sớm để kiểm tra âm thanh, ánh sáng các thứ. Ngồi một lúc thì tự nhiên có mấy em học sinh có vẻ đã nhận ra chúng tôi rồi và bắt đầu vào xin chữ ký các bạn ạ. Nói thật với các ông là tôi không nghĩ một thằng YouTuber như tôi mà lại được các bạn trẻ yêu quý đến như này đâu. Nói chung xúc động quá. Đây này, ông em Hà Sai này cũng được săn đón quá đây này. Vở kịch của bọn tôi ngày hôm nay có tên là Tấm Cám Baby, phiên bản Tấm Cám thời A Còng khá là thú vị. Biên kịch và đạo diễn là Phương Roy, với sự góp mặt của Cường Cát vai Dì Ghẻ, Dũng vai Cám, Mỹ Anh vai Tấm, Hà Sai vai ông Bụt và Roy vai Cá Bống. Còn phần âm thanh thì được phụ trách bởi ông em Việt Tranh, còn Pinh Lê vai khán giả xem và Sĩ Đinh. Cả bà Dì Ghẻ nữa, thật sự luôn, chúng mày đại diện ra làm chỉ một tăng thôi trên hành tinh này. Mày đeo cho cẩn thận, tí nó rơi nhục. Cứ tưởng là được lên sân khấu mở màn luôn, ai ngờ vì cháy tham lai quá nên là phải nhường cho các anh chị em đoàn xiếc lên trước. Thôi thì mình cũng dư giả thời gian mà, không vấn đề gì. Với cả màn múa lân diễn xiếc cũng khá là thú vị nên là anh em tôi ngồi xem luôn. Ok, cuối cùng cũng đến giờ diễn rồi. Thưởng thức vở diễn của bọn mình nhá các bạn nhá. Nhưng mà hôm nay con đi đi đâu. Thôi. Mày nhảy cái cả nhóc. Nó nhắc bố mày. Mày ra ngoài được. Sao mày nhảy?
Hả? 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 Vở diễn thì có một chút thiếu sót thôi. Tuy nhiên là đã nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình của các em khán giả. Cảm ơn các bạn khán giả và nhà trường rất nhiều nhá. Và sau vở diễn thì mấy anh em tôi được yêu mến quá nên là bị học sinh vây kín luôn, không cho về các bạn ạ. Thật sự thì sau chuyến đi này mới biết là các bạn yêu quý nhóm bọn tôi như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người. Và sau video này nhất định sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại sự yêu mến của các bạn. À mà bên nào muốn có những vở kịch sân khấu vui vẻ và thú vị như thế này thì có thể liên hệ bọn mình qua email pinglebaka@gmail.com nhá. Còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Bye bye. Trung thu vui vẻ. À mà qua trung thu rồi còn đâu. Từ ngày tôi chỉ được mang xem soi và nói tôi không làm được. Có thể vẫn không ai tặng ai cho tôi và còn hết lên chiếc bát cửa. Từ lời giả dối từ mấy cái môn tôi chưa bao giờ tao đi nhầm đường. Ôm mi mới tới phát thì lên lò tao còn tay mình như phạm nhật vương, cảm thấy mình như phạm nhật vương, cảm thấy mình như phạm nhật vương. Có cái cách cho mình phần thưởng, một chiếc nhà mặt đường, hai lạnh rẽ ở dưới gầm giường, phần thưởng nào là tao bước chân trường, biết con mấy con biết cần luôn, còn mấy vẫn đang viết gần tôi. Anh em nào có nick YouTube đăng nhập vào subscribe cho tôi, ít một subscribe, nhiều thì like, share, comment. Em hiểu nhỉ? Em hiểu nhỉ?